Alo alo, Dạ em xin mến chào quý vị nha. Chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Family Channel. Em mến chúc sức khỏe đến quý vị và chúc quý vị một ngày mới thật là nhiều niềm vui nha. Thì bữa hôm nay em xin phép kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện ngắn nói về cái ông bố chồng 70 tuổi nắng cực này. Thấy con dâu, ta nói núng lần này cô con dâu này cũng như mới cưới thôi quý vị, mà thấy cái cô này hàng khủng quá. Không biết cái gì khủng nữa. Thì ông bố chồng này ổng chịu không nổi, ổng làm luôn quý vị. Cái kết ta nói không thể ngờ luôn quý vị ơi. Bởi vậy ta nói cuộc sống muôn màu muôn vẻ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Liệu rằng ông bố chồng này ổng có làm được không, và cái kết như thế nào thì mến mời quý vị cùng thưởng thức nha quý vị. Thì có một cái anh chàng này, anh ở thành phố, ảnh cũng như là có yêu một cái cô gái mà giống như yêu trên ghế nhà trường đó. Rồi đến khi mà ra trường rồi thì hai người hứa hẹn là anh sẽ cưới em khi anh có công việc ổn định. Thì ảnh mới kêu ba ảnh đến để mà hỏi cưới cô gái này. Thì ba má cô này cũng bằng lòng. Thì cái ngày đầu tiên mà gặp mặt cô con dâu đó thì ông bố chồng này ông để ý à, trời ơi nhỏ này đẹp quá. Mà cái vòng một tao nói nó siêu to khổng lồ luôn. Trời ơi, công nhận con trai mình có phước quá, tìm được cô vợ quá đẹp, quá xuất sắc. Nó đẹp hơn, nhỏ này nó đẹp hơn má của con trai mình hả? Tôi như nó đẹp hơn cái con vợ của mình hồi xưa đó. Đẹp hơn luôn, trụ dòng một, siêu to khổng lồ luôn. Niềm mơ của bao nhiêu người đàn ông. Cho nên là coi như là muốn cưới cô gái hay làm dâu liền. Thì bắt đầu là chọn ngày lành tháng tốt, xong hai người ta nói là nên duyên vợ chồng. Đó, thì ông bố chồng thì vợ mất lâu rồi. Mà cái tuổi già đó thường thường ông này bắt đầu ông hồi xuân luôn quý vị. Ông muốn coi như là khám phá những cái điều mới lạ, những cái điều mà từ trước đây mình chưa bao giờ mình khám phá. Bắt đầu ông bố chồng này ông nắng cực lên. Thì ông để ý của con dâu này, cô con dâu này rất là đẹp, ngoan hiền, hiếu thảo, cơm nước rồi nó nấu ngon lắm. Mà nói cái là dạ vâng, rất là lễ phép. Cho nên là ông bố chồng này ông để ý, trời ơi ước gì á, bữa nào mình có thể ấy con nhỏ này một cái coi làm sao. Tại vì của con dâu này á, nhìn nó đẹp thiệt nhưng mà có cái nó bị giống như là ai nói gì cũng tin hết, nó khờ đó quý vị, đẹp mà khờ. Cho nên là ông bố chồng nè, ổng cũng lớn tuổi nhưng ổng cũng dùng cái trí óc của ổng, cái sự thông minh còn lại của ổng để ổng lên kế hoạch ấy con dâu một cái coi làm sao. Dễ sợ chưa. Thì lúc đó là anh này ảnh đi công tác, ảnh mới nói vợ ơi, thương vợ lắm nhưng mà bữa nay chồng phải đi công tác, tại vì ảnh làm giám đốc mà, thành thử là ảnh đi công tác để mà ký những cái hợp đồng quan trọng để đem những cái lợi ích gì cho công ty. Đó là công việc của người chồng, người vợ lúc nào cũng đứng sau lưng để hậu thuẫn cho người chồng của mình. Thì cái cô vợ này rất là hiểu, rất là biết điều, hiểu biết lắm, cho nên là mới nói anh cứ đi công tác đi, đừng có lo lắng, em ở nhà là coi như là chung thủy chờ anh, em sẽ chăm sóc cơm nước, giặt giũ quần áo cho bố của anh, cho bố của anh, bố chồng á, cũng giống như bố của em vậy đó, đừng có lo lắng. Thì cái người chồng á là giao hết cái việc nhà cho vợ của mình và đi làm việc. Thì cái người đàn ông lo cái công việc vậy đâu có nghĩ đâu, đâu có nghĩ là bà của mình bắt đầu là ổng đang coi như là rục rịch, ổng hùng hục, ổng đang suy nghĩ ra những cái kế hoạch bá đạo của ổng. Thì khi mà chờ con trai của mình vừa đi công tác là cái ông bố chồng này nè, ngày nào á con dâu cũng nấu cơm rồi cũng giặt đồ, ổng nhìn thấy mà tao nói chịu không nổi, tại vì con nhỏ này nó đẹp, để vậy nó còn có chồng một siêu khủng, siêu to khổng lồ nữa. Trời ơi trời, chịu không nổi, ngày nào cũng nhìn ghét. Tao nói chảy nước miếng chịu không nổi. Thế là ổng mới lên kế hoạch, bây giờ mình sẽ dụ của con dâu. Bây giờ chồng nó đi vắng rồi, chỉ có một người đàn ông với một người phụ nữ trong nhà này thôi. Cho nên là con nhỏ này nó đẹp mà nó khờ nữa, nếu có kế hoạch chi tiết là mình sẽ thực hiện được thôi. Thế là ổng mới kêu con dâu lại lúc mà buổi tối đó, rảnh rảnh hai cha con ngồi uống nước trà, coi phim, nói chuyện về trên trời dưới đất á. Thì cô con dâu này cô cũng xem bố chồng như bố ruột của mình thôi, đâu có nghĩ gì đâu. Nhưng ông bố chồng thì ổng không nghĩ vậy. Ổng mới nói con ơi, ba có chuyện này muốn hỏi con nè. Thì cô con dâu mới quay qua nói dạ ba có khỏe không, ba có mệt đâu không để con kêu đi mua thuốc cho ba. Thì nghĩ là người già 70 tuổi mà thường thường họ kêu mình chỉ có bệnh đau hay nhức mỏi gì thôi. Nhưng nào ngờ trời ơi trời, ổng nói bây giờ ba nói thiệt với con á,
Ba thì khỏe không có gì đó. Ba ăn uống ngủ ngon lắm, nhưng mà ba cũng rảnh rảnh, ba cũng muốn chơi một trò chơi, con có muốn chơi với ba không? Thì cái cô này cũng thắc mắc, trời con với ba giờ chơi rồi chơi gì, trời ơi con đâu có biết chơi gì đâu. Trời ơi, ý ba là giờ mình chơi đố vui đi. À đố vui có thưởng không, con chịu không? Đố vui 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 thôi, chứ giờ cha hai cha con mình ở trong nhà cũng có chuyện gì làm hết trơn á. Rồi cái cô này cô nói nè, dạ nếu ba thích chơi đố vui thì ba cứ đố đi, con thử con trả lời được không, nếu được thì con có thưởng hả ba? Ừ có thưởng chứ, được là thưởng tiền nè, thấy không, thấy không? Bây giờ ba đố con ha. Bây giờ á, ba coi như là đố á, nếu mà ba không dùng tay mà ba có thể chạm vô cái vùng coi như vòng một của con á, vùng ngực á, thì á nếu ba không làm được điều đó thì ba sẽ chung cho con á 1 triệu đồng. Trời ơi trời, ông bố chồng ổng đố, ổng nói là ổng không dùng tay mà ổng có thể chạm được vòng một đó, giống như là chim cánh cụt vậy nè mà đòi chạm vô vòng một vậy đó. Làm cái gì dùng cái gì mà phải dùng thì người ta phải dùng tay, nhưng ổng không dùng tay mà ổng làm được điều đó. Nếu thua thì ba sẽ chung con 1 triệu đồng. Trời ơi, cái câu đố này là chắc phần thắng là chắc thuộc về cái cô con dâu rồi, cho nên cô con dâu này cũng nghĩ chứ, trời ơi vậy là ba thua con rồi, con chắc chắn là ba sẽ không làm được điều đó đâu. Cái cô con dâu này nghĩ đinh đóng cột là mình sẽ thắng phải không, làm sao mà ba có thể chạm được mà không dùng tay. Thì dạ chịu, con chịu, bây giờ mình chơi liền đi ba, cái câu đố này là như là con thích lắm, con ăn chắc rồi. Trời ơi trời, mai có 1 triệu bạc đi mua quần áo bận rồi. Thì cái ông ba chồng ổng mới nói giờ bây giờ làm liền ha. Rồi được rồi, giờ làm liền, hai cho con mình coi như là bữa nay là coi như là chơi hết mình hết số luôn. Cái đầu cái ông ba chồng lấy cái tay ổng chạm vô vòng một của con nhỏ này, rồi ổng cái con dâu hả miệng, ớ ba làm gì vậy? Ổng mới móc 1 triệu rồi ổng đưa nhỏ này, ổng nói nè của con nè ba thua rồi. Thì cái con dâu nói ớ ba làm gì vậy, thì ba chung tiền cho con chứ làm gì. Thì hồi nãy ba nói là nếu như mà ba không dùng tay mà ba chạm vào vòng một của con, nếu mà ba làm mà không được thì ba sẽ chung con 1 triệu. Thì giờ tao làm đâu được đâu, sao mà làm được cái điều đó, nên bây giờ ba chạm luôn rồi đó, ba chung con 1 triệu đó. Chứ có gì đâu. Cái cô con dâu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trời ơi trời, ủa vậy là sao không hiểu? Trời ơi trời, mày không hiểu thôi tao đi ngủ nha. Trời ơi, mày ngồi mày suy nghĩ tới sáng đi rồi mày sẽ hiểu. Cái ông ba chồng coi như là ổng cũng thông minh dạng như cáo già đó quý vị, cáo già sa mạc Sahara đó, mình thử ra là ổng dùng cái tuyệt chiêu đơn giản là ổng làm luôn đó. Chịu coi như là chung 1 triệu để được coi như là nhỏ này thua rồi mình thắng rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã lắng nghe cái câu chuyện cười ngắn ngắn của em cho vui thôi. Cảm ơn quý vị và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.